khuôn mặt cả smartphone, cửa hàng và nhà dân. Trung Quốc vừa ban hành quy định mới yêu cầu các nhà mạng di động quét khuôn mặt người đăng ký sử dụng mới dịch vụ di động, trong động thái được chính phủ nước này nói để ngăn chặn gian lận. Quy định mới thực chất được công bố từ tháng 9 sẽ đưa hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu người dùng di động vào diện quét nhận dạng khuôn mặt. Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc không nói rõ công ty nào sẽ cung cấp cho nhà mạng dịch vụ nhận dạng trên. Trung Quốc là nước triển khai nhận dạng khuôn mặt quy mô lớn nhất thế giới hiện nay. Các phần mềm nhận dạng khuôn mặt như MacV và SenseTime đang rất phổ biến tại nước này. Cả ba nhà mạng lớn nhất Trung Quốc là China Telecom, China Unicom và China Mobile đều thuộc sở hữu nhà nước. Hiện chưa rõ quy định mới có áp dụng cho tất cả thuê bao di động hay chỉ thuê bao đăng ký mới. Hiện các siêu thị, hệ thống tàu điện ngầm và sân bay Trung Quốc đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Các hệ thống metro tại nhiều thành phố lớn đã thông báo triển khai công nghệ này. Tờ China Daily cho biết, chính quyền Bắc Kinh muốn nhận diện hành khách để ngăn chặn nguy cơ mất an ninh.